Nếu bạn đam mê vẽ thì trang bị kiến thức là điều không thể thiếu. Sau đây mình đi qua vài thuật ngữ mà hay dùng trong vẽ vời nha. Đầu tiên là anatomy. Anatomy có thể hiểu là giải phẫu học cơ thể. Nó bao gồm những tỷ lệ giúp cho cơ thể được chính xác nhất. Tuy nhiên, anatomy không chỉ đơn giản như thế này, mà còn ti tỉ thứ khác. Các bạn nào học ngành mỹ thuật đều phải kinh qua hết những môn này, như vẽ xương, hộp sọ, cơ bắp, các thể loại dây. Tuy nhiên, với ngoại đạo như mình thì bắt buộc phải tự tìm hiểu ngay từ đầu. Và thật ra, khi vẽ chúng ta cũng không vẽ hết các chi tiết này vào, mà chỉ cần như thế này là được. Tiếp theo là pose hoặc là posing. Hiểu nôm na đơn giản là bạn đứng trước một cái điện thoại và tạo dáng. Tuy nhiên, tại sao lại cần biết anatomy? Nếu bạn không nắm rõ các đường cơ bắp của mình thể hiện như thế nào thì làm sao có thể vẽ được một dáng pose tốt, đúng không? Tỷ lệ vẫn là chân lý nha mọi người. Cuối cùng là phối cảnh. Một số bạn hỏi mình về cách vẽ background, nhưng thật sự ra phối cảnh là điều các bạn cần chú ý trước. Đây là phối cảnh đơn giản nhất, gọi là phối cảnh một điểm tụ. Để hình dung dễ hiểu, điểm tụ của bức hình này là bé B Max ở đây. Tất cả các đồ vật trong phòng đều hướng tới bạn ấy cả. Đây đều là những kiến thức cơ bản giúp bạn phát triển nét vẽ của mình hơn. Hy vọng sẽ giúp được các bạn nha.